Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại nhá. Hello anh em. Trời ơi, tôi đang đứng trước cái bastion rồi này. Pháo đài của mình Piklin này. Đây thì để tôi giới thiệu cho anh em một chút. Quà tôi đã xây một cái rương rồi. Đấy. Rương tôi cất tí đồ các bạn ấy. Cất cất cất. Đó, thì đây. Hôm qua tôi đã có được cái giày có cái khảm tốc độ linh hồn đấy anh em ạ. Cái giày này là tôi đã giết anh Piklin này để tôi cướp được cái đấy anh em. Đó. Ấy thì như anh em xem cái đoạn video mà tôi tua nhanh hôm qua đấy, hôm kia đấy. Đó là tôi chạy khá là nhanh là nhờ cái giày này cả đấy anh em ạ. Ok thì đây. Đầu tiên đợi tôi tí nhá. Chúng ta tôi cũng muốn vào trong kia tôi sửa cái bastion quá rồi. Nhưng từ từ đấy cơ. Từ từ sẽ chắn ngại lại cho nó an toàn đó anh em ạ. Đợi tí xong. Á, tôi xây một tí rồi. Rồi. Đấy, một căn nhà nhỏ đúng không? Base nhỏ hơ. Rồi. Ok anh em ạ. Chúng ta sẽ xây lấp lấp cái bên trên mái này vào. Đấy, thì khi nào mà chúng ta kiểu là chúng ta muốn lấy đồ gì ấy thì chúng ta vào trong là chúng ta lấy cho an toàn. Bởi vì chúng ta mở rương ra bọn lợn nó đánh ra mà. Đó. Đợi tí. À đây rồi, có đuốc rồi, có đuốc rồi. À, có đuốc rồi. À. Ok, đẹp 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 thôi rồi. Tôi cắm ở đây đi. Tôi mang craft table đi chứ, đúng không? Tôi làm cái cửa anh ạ. Để làm cái cửa. Xong rồi chúng ta sẽ cùng vào và chúng ta hỏi thăm tình hình các bạn Piklin. Ấy chà, cửa đẹp phết nhở. Rồi. Đấy, ơi. Đặt thế này thì chúng nó vẫn vào được. Đây, phải đặt trong ngoài này. Đấy, đây, đây, đây. Rồi, ok anh ơi. Đấy, kín đáo không? Nhà đẹp không? Rồi, 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 rồi các bạn. Ok các bạn, cất cửa như này. Đá à? Đá cần cầm vào không? Chắc cần nha các bạn thật. Chắc mình cần đá để mình chặn bọn nó mà, đúng không? Có thể bọn Piklin chúng sẽ đánh mình đấy các bạn, phải cầm đá để chặn bọn nó lại. Đây từ từ tôi cất obsidian và tôi cất cái đánh lửa đúng không? Tôi cũng không cần hai cái này đâu. À đâu, thực ra là cái đánh lửa là mình có thể dùng làm vũ khí anh em nhá. Lợi hại lắm, chốc tôi cho anh em xem thử hay lắm. Đợi tí, anh em đợi tí để tôi đào thêm một tí đá này anh em ạ. Đó. Tôi nghĩ là mình vào trong kia là mình cũng rất là cần những cái đống đá này. Cần lắm. Để mình chặn bọn Piklin lại anh em ạ. Biết đâu chúng có bực quá, chúng có đuổi đánh mình ấy. Trong cái bastion thế. Cái bastion này là theo tôi được biết là nó tìm bằng đó là còn khó hơn cả tìm ra cái fortress anh em nhá. Khó lắm. Nên là trong này chắc chắn là có nhiều đồ lắm anh em ạ, đi vào thôi. Chào anh, rồi. Anh xác định mất rương anh nhá. Anh xác định là anh sắp mất kho báu nhá. Ok, đúng rồi, chạy đi anh. Chạy về mà báo cho chủ nhân đi, đúng rồi. Đây các em nhá, thì those were the days. Achievement mới các em. Thì ở trong cái bastion này nó không đơn giản đâu anh em ạ. Nó có một con lợn, nó gọi là lợn chùm ấy. Đó. Con lợn chùm ấy là cực kỳ bá đạo anh em nhá. Anh em phải cẩn thận chứ không là nó quật anh em chết luôn. Bởi vì là nó khỏe lắm. Nó cầm cái rìu vàng nó khỏe. Cái gì đấy? À, em chào anh rồi. Chứ anh làm em cứ tưởng thằng nó đủ em sợ ghê. Rồi, 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 rồi các mày. Khá ghê, khá ghê. Để đi thử tím nó nhìn nào. Đây anh em ạ, đây thì anh có thể nhìn thấy là sau anh lợn hồng đó. Đây, khối này cũng là khối vàng nhá. Nhưng mà từ từ, à đấy kia kia kìa. Anh em nhìn nó không? Nó không? Nó chính là thằng lợn chùm ấy. Thằng lợn chùm ấy là nó gặp mình là nó cầm điếu bổ đấy. Kể cả là mình mặc đồ vàng không nhá. Đợi tí các bạn, tôi quên chưa nhảy. Vui quá, quên chưa nhảy ha. Tôi nhảy tí. 1 2 3. Ok anh em ạ. Ok ok, cái gì đây? Vì sao mà nó lại có lửa cháy ở đây? Đèn à? Cái này đèn của chúng nó à? Chúng ta phải trốn đấy, phải phải đi ron rén. Có đuốc không? Có đuốc không? Ok, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Sâu phết. Anh em có thể nhìn thấy cái bastion của nó là cực kỳ to, đúng không? To không anh em ơi? Quá là to. Mà nó cũng nguy hiểm đấy anh ạ, nó cũng không có gọi dễ nhai đâu. Cẩn thận anh các bạn, dù là đồ của mình là đồ khỏe nhất ở đây nhưng mà cũng phải cẩn thận. Dù sao thì tôi cũng không có cái nón mà, đúng không?
À cái rương kìa, cái rương kìa, cái rương kìa. Ok, cứ bình tĩnh nào, cứ bình tĩnh nào. Ok anh em ạ, có vẻ là không có ai cả. Không có ai cả anh em ạ. Chúng ta muốn lấy rương ấy, chúng ta sẽ chắn nó lại tí anh em ạ. Đó, chịu khó mình sẽ chắn nó lại một tí. Thì cái lúc mình lấy rương thì mình sẽ được an toàn anh em ạ. Thì mình lấy, mình đúc vào đây mình lấy đi. À, an toàn. Đấy. Đó, mình vừa mở cái rương cái là mình được cái achievement luôn, là bởi vì là anh em biết sao không? Ủa, được cả cái Ancient Debris luôn này. Ngon nhờ. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Vàng ở đây tôi đào cho anh em vài cục vàng em xem nhá. Đó, thì là cái cục vàng này nhá, thì nó có hai cái loại anh em ạ. Một ấy là mình đào cái hay nhờ. Này, chúng ta có cái đá này. Một cái là cái cục vàng đấy mình đào là nó sẽ ra cái cục khôi, thì nó sẽ vẫn ra cái cục y nguyên như vậy. Nó vẫn là cái mỏ đấy, nó không có rơi ra cục vàng nhỏ. Hoặc là nếu may mắn thì mình đào thì nó rơi ra cục vàng nhỏ luôn. Đó, khá là hay. Có ai không? Ái chà, nói kìa. Thằng này. Mày bắt dạy này. Mày ra đây rồi ôi. Thế này thích quá còn gì nữa. Bắn đi anh. Bắn đi. Ồ được, đúng đúng rồi. Anh cứ bắn đi anh, đúng rồi. Rồi rồi. Bắn đi anh. Đúng rồi. Chuẩn lắm anh. Giỏi lắm anh. Rồi, hay 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 hay. Bắn tốt quá nhờ. Thiện xạ các bạn. Ghê không nhỉ? Thằng chùm nó né ra mới ghê chứ. Căng quá nhở. Chùm chết ngay anh em ạ. Chùm sao chơi được với tôi. Đó, xong xong easy. Thì theo tôi được biết ấy, thì là ở bên dưới đáy của cái bastion như kìa. Cái ôi. Ui ui, what the hell sao đông thế? What the Anh em nhìn này. Vui đấy. Tôi có giường không? Tôi nhớ là tôi đi vào đây là tôi có mang giường, mà hình như là tôi để ở cái chỗ ở nhà mất rồi. Tôi để ở cái chỗ gần gần cái chỗ nhà mình mất rồi anh em ạ. Từ từ anh em ạ, từ từ anh em ạ, từ từ. Bây giờ ấy, chúng nó vào lên ấy là mình phải có đường chạy. Mà vừa nãy mình xuống một đường nào? Đây, vừa nãy mình xuống một đường này thế này. Bây giờ mà chúng nó đuổi lên thì mình phải chạy bằng đường này anh em ạ. Nói chung là mình làm gì là mình phải xây trước đường chạy anh em ạ. Thủ trước. Đó, có đường chạy rồi, đi 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 đi. Vừa đi vừa nhìn xem là chúng nó có đường lên không anh em ạ, nguy hiểm lắm. À, tôi thấy chúng nó cũng có vẻ bắt đầu gọi là bình tĩnh lại rồi anh ạ. Đấy, có vẻ chúng nó không đuổi tôi rồi. Có vẻ chúng bình tĩnh rồi. Tốt rồi. Thực ra chúng mình không có sợ cái bọn nó lợn bình thường đâu. Chúng mình chỉ sợ cái bọn trùm ấy, cái bọn lợn trùm ấy đó. Bởi vì là bọn đấy là kể cả mình có mặc đồ vàng nó cũng đánh mình đau lắm. Á chà, đông nhờ, đông nhờ. Đấy, anh em nhìn thấy cái chỗ ở dưới kia chưa? Tôi có ngọc tele đấy, tôi tele xuống luôn nhỉ. À không không, ở dưới kia thì có một thằng lặn chùm đấy anh em ạ. Á chà, ui rồi. Để tôi bắn vào cái đầu nó anh ạ. Thằng mất dạy. Từ từ anh ạ, phải cẩn thận, cẩn thận. Nói chung là nó khỏe đấy anh em ạ, bởi vì nó cầm ấy mà. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Anh ở tầng dưới nhá, anh ở tầng dưới vui vẻ nhá. Rồi ôi. Cảm ơn anh nhá, tôi đi tôi lút ở trên này thôi, có gì không nhở? Chứ mà mình cũng không đi khinh thường đâu anh em. Mình cứ đi từ tầng trên xuống tầng dưới anh em ạ, cứ bình tĩnh. Đông lắm, anh em thấy chưa? Đông lắm. Mà từ từ á, tôi đang có một kế hoạch anh ạ, tôi đang có một kế hoạch cực kỳ táo tợn. Tôi có một kế hoạch cực kỳ táo tợn anh ạ. Từ từ tôi đứng ở dưới kia tôi nhòm nào. Từ từ anh ạ, từ từ. Đây, đầu tiên tôi sẽ xây một cái tường tôi chắn tôi lại anh em ạ, để tôi không bị bắn bị rơi ngược về về đằng sau. Thứ hai là mình cũng cần một cái tường ở đây này để mình sẽ chắn mình lại anh em ạ. Rồi thì mình đào ở đây thôi. Đấy, thì mình sẽ an toàn đây các bạn. Chắn chắn cái đầu lại các bạn. Đó, bây giờ là không có thằng nào nó úp sọt thằng mình anh ạ.
và tôi đã canh và tôi bắn chết cái thằng lợn ở dưới kia đấy anh em ạ. Đó, anh đợi tíu ra rồi tôi bắn thôi anh em ạ. Đây này này này, mày chết con ạ, mày chết con ạ, trốn tao à? À đấy, tôi bắt đầu đuổi tôi đấy, thế nhưng mà tôi xây chắn thì làm sao nó ấy được. nhưng mà anh em biết sao không? Ái chả, nó đuổi tôi kìa. Nhưng mà anh em biết sao không? Đó là game này nó không có cái con nào mà kiểu là nó biết cầm cuốc đào ấy, à, nên là mình cứ lợi dụng thôi. Được rồi, bây giờ ấy thì đây anh em ạ, mình muốn xuống cái kia ấy là mình sẽ phải tele xuống anh em ạ, để dùng ngọc tôi ném xuống. Chung là chơi trò này cũng hơi mạo hiểm đấy anh em ạ. hơi mạo hiểm nào, thành công nào. Từ từ á, bây giờ mình ném xuống rồi mình làm cái gì? Mình ném xuống rồi mình phải lấy mấy cái này mình chặn lại anh em ạ. Nguy hiểm đấy. Xuống nào. Rồi. Ok anh em ơi. Chặn cái này lại. Từ từ anh em ơi. Vì sao chưa gì mà tôi thấy hơi sợ này này. Chung là có thể bình tĩnh em ạ. Rồi. Chưa mình cứ loot đây anh em ạ. Rồi, an toàn rồi. Tôi chặt cái đầu tôi lại đây anh em ạ. Này đi. Rồi. Căng quá. Máy nhảy đi. Rồi ôi chết ngay bảo rương. Ui dồi ôi, giáp kim cơ anh em ơi. Anh em có thấy cái cơ, ui dồi ôi, what the hell. Đây. Nó có cái mảnh Netherite này, thế này là tôi đã khẳng thêm một đồ rồi này. What the. Này, ôi, cái gì ấy. Vì sao tôi nghe tiếng tôi bị mất máu anh em ạ. Bình tĩnh các bạn. Tôi thấy nó có cái cục spawn anh ạ. Cái cục này thì nó spawn ra con gì ấy. Để đi vào đào cái cục cái đi. Mày chết rồi. Hết spawn nhá. Chặn nó lại đây các bạn. Từ từ đã. An toàn là trên hết đây các bạn. Đây cái này là cái curse of binding này. Đó là tôi bảo là tôi chuyển qua tiếng Việt thì cho anh em dễ đọc, nhưng mà tôi quên mất à. Language, đây từ từ anh ạ. Đợi tí. Tiếng Việt, Việt Nam, đúng rồi, Việt Nam, chuẩn rồi, đổi qua rồi. Rồi. Ok. Xong. Trở về đây. Cái lời nguyền ràng buộc này này, đó là khi mà mình mặc vào ấy là mình sẽ không cởi ra được anh em nhá. Nên là tôi sẽ không có ngu gì tôi mặc vào đâu anh em ạ. Không ngu đâu. Tôi nhớ là nó có một cái rương đó anh ạ. Nó có một cái rương đó ở đây này. Tôi có 4 cục Netherite rồi anh em ơi. Tôi có một. Rồi ôi vui nhỉ. Vui nhỉ. Hôm nay ngày gì vui ta. Hôm nay ngày vui ta. Nhặt anh ạ. Nhặt xong trốn à, Trốn. Ủa rồi. Đâu. Ủa rồi. Holy shit anh em ơi. Trời ơi. Anh em ơi, tôi chết mất rồi. Siri hát co của tôi mới sinh xong cái chuồng đây anh em ơi. Tôi buồn quá. Thế quái nào mà tôi lại chết rồi anh em. Tôi buồn quá anh em. Thì sao mà ấn theo dõi thế giới mà nó lại cho mình ở đây nhỉ. Đau lòng quá anh ạ. Thật tôi đau lòng quá anh em ạ. Ai tôi đau lòng quá anh em ạ. À ôi. Ok. Ok anh em thì
Okay, thì tôi nghĩ là có vẻ chuyến hành trình hardcore của chúng ta chỉ tới được đây thôi anh em ạ. Chúng ta đã phải tạm biệt cái gua hardcore của chúng ta rồi. Chắc là tôi sẽ quay trở lại với thế giới ban đầu mà tôi chơi anh em ạ. Ok anh em, bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhá.